để chụp lại cái chụp lại cái hình này á. Ủa cái này tuyển hả anh? Cái này là tuyển hả? À cái này hay quá. Ủa cái này là gọi anh số này hả? À cái này thử số anh gọi anh tuyển. À cái này số hotline cái này hả? Quay lại để anh em biết. Ủa cái này có cần giấy tờ gì không anh? Này đang dấu là công ty hả? Cái này ngày đi nhiêu đơn anh? Cái này đi nhiều đơn không? Ngày đi khoảng nhiêu đơn anh? Đó do khả năng mình thôi. Dạ, do mình khả năng mình chạy được nhiều thì dân nhiều chắc khoảng trên dưới trên trăm đơn hả? À chỉ có thứ bảy chủ nhật một lần thôi, người ta không nhận là mới mấy chục thôi. À còn là sẽ là trăm trăm mấy. Ủa này chủ nhật cũng làm anh? Chủ nhật cũng có làm, cũng làm dễ suốt hả? Dễ suốt hả? À trời mấy cái hàng này cũng gọn bộ, có hàng bự không anh? Này có đi hàng bự, có hàng bự luôn hả? Được mấy cái hàng vậy thôi. Ủa này nó cho mình mấy tuyến đường anh này chỉnh này á? Cái này nó cho mình mấy tuyến đường mình đi á? Thì cái đó mình phải coi hàng nữa. À phải coi. Xếp ông sắp xếp. À do ông sếp sắp xếp á hả? Tuyến đường nó nhiều quá thì đóng sắp cho bớt. Còn ít thì mình chạy coi có nhiều thôi. Cái đó em mới đang tìm việc đi giao hàng nè. Tính vô công ty chạy nó chắc chắc ăn hơn. Ừ? Tính vô công ty chạy chắc ăn hơn chứ nó chạy xíu ở ngoài cũng bấp bênh nghe. Công ty lúc nào tao cũng ngon hơn. Mà. Đơn nó ổn định hơn. Cái này ngày vậy đi về hai chuyến mà trăm đơn đi hai chuyến hay ba chuyến ta? Mấy chuyến nói chung là tôi chạy ngàn trăm mốt trăm hai là tầm ba. Ba chuyến tầm ba. À ba chuyến hả? À. Chung là mình sắp thôi. Giờ sắp xếp phải không? Sao mình sắp tính được bao lâu? À. Ở đơn hàng bọc trà xanh thì 112 ngàn đã có trong nhà không? Rồi, mình quay lại nha. Ôi, trước anh chạy la la luôn hả? Trước, à, cũng có tiền hơn. Chạy giống em mà trước cũng chạy la la luôn á. Cái này chạy bút mà chạy không? Mà la la chạy ít tiền lắm. Không có đơn cái gì? Không, mà đơn có nhiều nhưng mà ít tiền lắm, la la rẻ. Chạy này một đơn được mấy ngàn, đơn 7 ngàn. Đơn có công ty có ban rưỡi đơn hả? À ban rưỡi đơn hả? À. Nhưng mà nó nhiều đơn thì tính ra có bù lại. Nhờ, nhiều đơn cái là nó giao khoảng cách nó gần nhau cũng đỡ. Có luôn cưng. À. Cái này có luôn căn bản không anh? Ừ. Có luôn căn bản đồ không? Có, à cũng đỡ rồi. Năm năm triệu luôn căn bản mới thoải mái chứ còn mà mấy cái chỗ không có luôn căn bản nữa đâu được thoải mái đâu. Có luôn căn bản nó khỏe hơn, nó yên tâm hơn ha. Nhiều gì mình cũng đã có 5 triệu đó. À còn à. Hàng là mình chỉ chạy kiếm thêm thôi. À à đúng rồi. Chạy cả tháng cùng mấy triệu. Cái này mình ráng chạy để mình có thu nhập thêm mà chứ có luôn căn bản có yên tâm phần nào đó rồi. Còn như mấy chỗ mà không có luôn căn bản là chạy cắm đầu cắm cổ mới có được tiền nhiều. Đúng rồi đúng rồi. Cái này có lương căn bản. Cái này cỡ 5 triệu mà anh đưa căn bản. À 5 triệu cũng đỡ hả? Tôi chỉ yếu nhất mua cục có được 17 18 triệu một tháng. À vậy hả? Cũng đỡ ha. Đây à. Cảm ơn anh nha, tại quay cho em mới coi á.